Mặc dù dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến rất phức tạp, tuy nhiên tại Lào Cai, chiến tuyến phòng chống dịch vẫn đang được giữ vững. Kết quả ấy có được đó là nhờ sự chung sức đồng lòng của cả cộng đồng, nhờ sự hy sinh thầm lặng của nhiều lực lượng đang tham gia trực tiếp trong cuộc chiến đầy cam go. 8 giờ sáng, không khí tại khu bếp ăn trường quân sự tỉnh Lào Cai đã rất nhộn nhịp, khẩn trương. Sau khi phục vụ xong bữa sáng cho công dân ở khu cách ly, các chiến sĩ lại bắt tay vào chế biến hàng trăm suất ăn cho bữa trưa. Công việc ấy thì rất là gian truân và vất vả. Thế xong là sáng lại phải dậy sớm này. Đấy, vì dậy sớm thì đến giờ là bà con mới có cơm để ăn được. Đấy, nên là thức khuya dậy sớm. Cái công việc nó tuy nó vất vả thế nhưng mà cũng là một cái điều vinh hạnh lớn. Đấy, là được Đảng, Nhà nước, được mọi người tin cậy giao cái nhiệm vụ làm sao cho bà con đầy đủ tiêu chuẩn này, chế độ này. Đấy. Để mà đảm bảo cái sức khỏe. Tính tới thời điểm hiện tại đã có trên 2.300 người được cách ly tại khu vực trường quân sự tỉnh Lào Cai. Đa phần trong số đó đã hoàn thành quá trình cách ly một cách an toàn. Xuống đây thì giống là cảm giác cũng tốt, cũng có cơm ăn, cái gì cũng có ăn. Sáng có, chiều cũng có con toàn. Nhiệm vụ chiến đấu, chống dịch cũng như là chống giặc. Thế mọi cán bộ chiến sĩ cũng như các lực lượng khác đều xác định nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ phòng chống dịch, để giữ gìn sức khỏe cho người dân cũng như bảo đảm giữ gìn sức khỏe cho tất cả các lực lượng. Vì nhân dân hy sinh, vì nhân dân phục vụ, những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ tại trường quân sự Lào Cai trong thời gian qua đã và đang góp phần cùng với cả nước phòng chống dịch bệnh hiệu quả.